Ây da, ngày hôm nay lẹ ngày 25 các bạn ơi. Trời ơi, đừng quên là vô nhận cái này nha. Hôm bữa là có nhiều bạn quên nhận lắm á. Đây là phần thưởng gọi là cuối cùng rồi. Mà nhìn cái hộp quà của mình nè, trời ơi, còn quá trời cái mình không nhận luôn. Nhưng mà ngày hôm nay ngày cuối cùng nên là bắt buộc phải nhớ ra đúng không? Lên đây nhận liền. Không nhớ là món quà gì luôn á. Đã từng review rồi nhưng mà không nhớ nữa. Ý, đây, trời ơi, một cái phao. Cái phao mọi người, phao hải cẩu. Có phao quịch rồi, bây giờ là tới phao hải cẩu nha. Nhưng mà không biết cái tiếng kêu nó sẽ như thế nào. Rồi mình kiếm thôi, chỗ nào có nước mình vô mình test thử coi. Lấy cái phao ra, đây. Trời ơi, trắng tinh khôi luôn mọi người à. Ủa mình đang là cái con gì ta? Cái con bộ đồ mình đang mặc mình không biết trong phim hoạt hình là cái con gì. Nhưng mà nó đang cởi trên cái phao hải cẩu nha. Cái tiếng kêu kìa. Trời ơi, ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần mà chỗ tôi lại thông báo là cúp điện đó anh em ơi. Cúp điện tới chiều mới có lận rồi xong phim luôn. Đây là cái phao này, mọi người nhớ vô nhận nha. Và ngày hôm nay bạn mình vừa nhờ một cái là mở phiếu, mở hộp bono dùm nha mọi người. Trời ơi, nó thấy lạ nha. Thường là mỗi khi tôi xu lắm. À, thì ra chắc có khi nào là thấy tôi có bộ đồ nè, tôi mở ra hai bộ đồ. Rồi cái ba lô nữa, trong khi là chỉ có ba cái phiếu thôi mà mở được như vậy rồi. Chắc là như vậy rồi ha. Biến hình, tôi lại có mặt trong cái ặc của bạn mình. Này, không thể nào mà tốt mà kêu tôi mà vô ặc được. Thường là tôi phải năn nỉ đó mọi người, trời ơi. Bây giờ vô ặc nha, thấy tôi hên là cái kêu tôi mở bốc thăm liền. Nói chứ tôi hên lắm mọi người ơi. Nhưng mà cái ặc này giờ xịn quá nè, trời ơi, quá trời kim cương luôn mọi người. Cho nên là mình phải chơi đùa một tí xíu đó. Trời ơi, xịn chưa. Để mình mày mò vô cái ba lô, vô cái tủ đồ nha. Đó, đột nhập vô cái tủ đồ xem có gì trong đây. Ý, cái này mới nè. Giờ cái này là cái gì dòng chế tạo mọi người. Gậy nhảy neon, trời ơi. Xịn. Này xịn lắm nè. Cái này là cái gậy nâng cấp của cây gậy gỗ nha mọi người. Để mình nhảy coi, trời ơi, bay cao vậy. Ủa lên đây được không ta? Y, để mình lên cái cây này nha. Thường là lên cái cây này là phải ăn bánh pizza nhân 2. Trời ơi, không lên nổi luôn cơ. Ý, lên rồi. Ôi, xịn nha. Ui, có thể bay lên cây dừa luôn á. Ý, sao ta giờ sao bắt chớn qua ta. Mình muốn lên cái nóc nhà này nè. À, đây có cái bảng bono. Lên đây được không nhờ. Mình nghiên cứu mình lên coi. Đường nào đi lên. Khó à nha. Nhưng mà công nhận là cái cây gậy này xịn các bạn ơi. Nhảy cao hơn cái cây gậy gỗ luôn á. Đâu. Ôi không được rồi, không bắt chớn là được. Qua đây. Nhảy lên cái con này luôn nè. Ý, không lên nổi. Hay là phải nhảy phía sau cái đuôi ta. Thôi con này thấp hơn nhảy được nè. Lên, trời ơi. Giờ mình phải bắt chớn qua bên đây. Ý, không được rồi. Cái này phải canh các bạn à, phải bắt chớn qua mấy cái cây á, mình nghĩ mấy cái cây xong rồi lên tấm bảng kia luôn. Hơi khó một tí xíu. Người không quen. Lên đây. Cái đuôi. Trời ơi. giống nhảy nè. Lên đây được nè nha. Ôi trời, lên đây được rồi. Giờ mình phải bắt chớn qua cái cây kia. Nhưng mà không biết sao để bắt chớn qua nè. Trời ơi, hơi khó quá, bỏ qua. Mà cây gậy này công nhận có lý nha mọi người. Cái này không biết, hình như bữa mình coi là có chế tạo, hình như có tốn vàng thì phải á. Xịn quá à. Nhảy bất cứ mọi nơi luôn. Ây da, mình khởi động sơ sơ thôi, bây giờ mình mới tập trung chuyên môn nè. À mà mình quên nữa, ở clip trước thì mình có tặng đôi dép bò cho mọi người á. Bạn nào mà chưa comment thì nhanh chóng vô comment đi nha. Giờ vô tôi sẽ trổ tài. Trở tài xem, ai ở đây có 10 phiếu ri nha mọi người, đây 10 phiếu ri. Để xem là với 10 phiếu này, với bàn tay ma thuật của tôi thì coi có hên hay không nha. Tôi sẽ quyết định là tôi mở riêng lẻ từng phiếu. Tại vì hôm bữa là cái ặc của tôi có 3 phiếu thôi mà mở 2 phiếu bộ đồ rồi. Thì lần này, trời ơi tính cho dữ vô, một hồi không ra cái gì luôn nè. Rồi vô nha. Học đầu tiên. Trời ơi, lại là cái tủ này. Thiệt luôn á. Đừng có ra mấy này, tôi quên phong ấn nữa các bạn ơi. Phải bấm vô mấy cái này cho nó đừng có ra. Phong ấn nó đi. Đó, vô. Rồi
Ngon lành rồi. Ngon lành rồi. Giờ tôi thấy cái ghế nữa. Sao tới cái ghế là tôi thấy cái màu nó su su vậy trời. Tôi bóc 20 cái ặc của tôi rồi riết tôi ám ảnh cái ghế luôn á. Bạn tôi yêu cầu là phải ra cần các bạn à. Ra cần. Thấy bà rồi. Kỳ này sao ra đây thôi, tôi sẽ để lâu lâu một tí xíu. Đó, để lâu lâu. Rồi luôn. Kỳ trời. Tan rồi. Ờ mà mình dở quá biết vậy nè, mình bấm vô 10, mỗi lần 10 hộp rồi. Lại là cái tủ. Tại vì mỗi lần 10 hộp á là mình có thể mở lẻ lẻ. Xong luôn. Chuyến này mở không ra cho bạn mình nó xử mình chết các bạn ơi. Thảm cỏ rồi làm sao ra một trong mấy món này đây tao. Một là cái cuốc, hai là cái cần, ba là mấy bộ đồ. Trời ơi cho con được ra đi mà. Trời ơi nữa nè. Này không phải do tôi xu đâu nha. Hồi nãy giờ ra cái mấy cái tủ này hoài luôn á. Do cái ăn này xu nè. Không phải do tôi đâu đó. Nữa. Tôi đã phong ấn rồi mà nó vẫn ra. Là sao? Còn 3 phiếu rồi mọi người ơi. Lại là cái tủ nữa. Coi nóng không? Nóng lạnh không? Nóng lạnh thiệt chứ. Rồi luôn. Thôi dẹp luôn đi nha. Dẹp mọi người, hiểu số phận đó, một phiếu cuối cùng, cúng cùi. Cần đi mà, cần đi, thiên linh linh, địa linh linh. Thiên linh linh, địa linh linh, để lâu một xíu nha mọi người. Hồi nãy giờ mở xu rồi, cái cuối cùng tôi sẽ phải để lâu ơi là lâu luôn. Hy vọng là nó sẽ ra. Cần nha. Cần nha mọi người. Trời ơi. Ôi dạ bé đi. Toan rồi, 10 cái bé như trôi xong các bạn ơi. Thôi, toan rồi, rồi sao? Rồi luôn, thôi tôi chạy đây. Không ra rồi. Sao ra toàn mấy cái nội thất mùi cùi không ta? Biết vậy mở luôn 10 hộp ra rồi. Sao mọi người, tôi thấy là các bạn kia là có nguyên bộ đồ nè, giống như tôi nè, bộ đồ này nè. Đó, cái con gấu đó đó. Rồi, nào là cuốc, hôm bữa là mọi người thấy khoe cuốc, quá trời khoe luôn. Nhưng mà cần câu thì chưa thấy. Cần câu thì trong bạn bè mình thì chưa thấy thôi. Còn cái cuốc thì thấy cũng khá là nhiều. Trong khi mở đúng là kẻ có quá trời. Kẻ thì kiếm hoài không ra. Thôi xu rồi, tôi phải giọt lẹ đây các bạn ơi. Mở thì không ra nên bây giờ phải đền bù cho bạn tôi nè. Một chiếc vé VIP nha. Chịu chưa, mùa bạch hổ. Gì mùa bạch hổ. Mùa bạch quỷ hồ sương mù luôn nè. Đó, đền bù nha mọi người, đền bù nha. Đó, một con cú sẵn là mở ra review cho mọi người luôn. Với lại cái tóc này. Bộ này hình như là nó mờ mờ ảo ảo hay sao mọi người ơi. Để mình mặc vô thử thôi. Giờ trời tối quá không thấy mà hình như nó mờ mờ á. Ok, thôi mình trốn đi nha, bye bye.